huấn luyện viên Philippe Chaussier làm điều chưa từng có ở đội tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Philippe Chaussier triệu tập thủ môn Hotboy lên U23 Việt Nam. Ông Chaussier chỉ ra yếu điểm cần cải thiện của Việt Nam. Đội tuyển nữ Việt Nam có đội trưởng mới thay Huỳnh Như. Huấn luyện viên trưởng Philippe Chaussier làm điều chưa từng có ở đội tuyển Việt Nam. Lần đầu tiên đội tuyển Việt Nam được trộn lẫn với U23 Việt Nam tập trung sân, trung giáo án. Sáng ngày 10 tháng 3, huấn luyện viên trưởng Philippe tiếp tục trộn lẫn lực lượng đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam áp dụng chung một giáo án trên cùng một sân tập. Đây là điều chưa từng có trong lịch sử các đội tuyển quốc gia Việt Nam. Mục đích của nhà cầm quân người Pháp là giúp cho Việt Nam có sự tiếp cận nhanh hơn với triết lý và lối chơi mà ông đang xây dựng cho đội tuyển thông qua việc tập luyện cùng với các đàn em vốn đã được làm quen từ trước với chiến thuật của ông. Ở chiều ngược lại, khi được tập luyện cùng đàn Anh, các cầu thủ Việt Nam cũng sẽ có dịp học hỏi rất nhiều bài học kinh nghiệm từ các đàn Anh. Trả lời phỏng vấn báo chí trước buổi tập, tiền vệ Hùng Dũng nói: "Đây là lần đầu tiên toàn đội làm việc với huấn luyện viên mới, do đợt tập trung này chỉ có 4 ngày nên huấn luyện viên Chaussier chủ yếu cho anh em làm quen với cường độ tập luyện, phong cách làm việc trong tương lai. Toàn đội mới chỉ có 1 đến 2 buổi tập, dần sẽ phải làm quen, giúp các cầu thủ trẻ U23 sắp tới có bước tiến chuẩn bị cho SEA Games." Đội trưởng tuyển Việt Nam chia sẻ thêm: "Trong 2 buổi đầu các cầu thủ Việt Nam mới phải là những người xem nhìn các cầu thủ U23 tập luyện. Các em đã có 7 buổi tập trước đó với huấn luyện viên Chaussier. Tuy nhiên điều quan trọng, các cầu thủ U23 sẽ học hỏi kinh nghiệm từ những gì chúng tôi trải qua những giải đấu lớn. Việc tập luyện cùng nhau sẽ giúp các cầu thủ U23 tự tin hơn. Họ mới là tương lai của bóng đá Việt Nam sau này. Họ phải học hỏi, phát triển và cạnh tranh song phẳng. Khi đã lên đội tuyển quốc gia thì tất cả đều như nhau hết, chứ không có khoảng cách cầu thủ trẻ và lớn. Tất cả đều phải cạnh tranh song phẳng như những người đàn ông." Trong khi đó, tiền đạo Tiến Linh cho biết, phong cách của huấn luyện viên Chaussier có nhiều điều mới mẻ, mang đến những sự thoải mái cho toàn đội. Tập với nhau khoảng 2 ngày nên các bài tập chưa mang tính đối kháng cao, chủ yếu chú trọng vào khâu chuyền bóng và di chuyển. Đội tuyển Việt Nam và U23 vẫn đang trong những khâu cơ bản nhất. Các tuyển thủ quốc gia đã trao dồi kinh nghiệm cho các em U23 với những giải đấu lớn chúng tôi đã trải qua. Trong khi đó, các em U23 cho thấy tinh thần khát khao được thể hiện trên đội tuyển. Hy vọng hai bên sẽ trao đổi tốt với nhau để giúp nhau phát triển. Theo kế hoạch, tuyển Việt Nam sẽ có thêm một buổi tập nữa vào sáng mai trước khi các cầu thủ được trả về câu lạc bộ để tiếp tục chuẩn bị cho các trận đấu tại V-League và Cúp Quốc gia. Trong khi đó, U23 Việt Nam sẽ chuyển sang giai đoạn tập huấn thứ 3 chuẩn bị cho giải quốc tế U23 Cup 2023 diễn ra tại Doha Cup, Qatar từ 20 tháng 3 đến ngày 28 tháng 3 tới. Huấn luyện viên Philippe Chaussier triệu tập thủ môn Hotboy lên U23 Việt Nam. Những gương mặt U20 được huấn luyện viên Philippe Chaussier tin tưởng gọi lên đội U23 đang dần lộ diện. Ngày 9 tháng 3, đội tuyển U20 Việt Nam đã chính thức trở về nước khép lại hành trình tại vòng chung kết U20 châu Á 2023. Dù là không giành vé đi tiếp, song màn trình diễn của các cầu thủ áo đỏ xứng đáng nhận được nhiều lời khen ngợi. Theo thông tin trước đó, ông Chaussier sắp tới sẽ chọn lựa một số cầu thủ của đội U20 Việt Nam ở lại hội quân cùng đội U23 tại VFF. Ở lò Sông Lam Nghệ An, ba cầu thủ xuất sắc được chiến lược gia người Pháp giữ lại là Hồ Văn Cường, Đinh Xuân Tiến và Cao Văn Bình. Theo thông tin từ truyền thông địa phương, ngày 10 tháng 3, Liên đoàn bóng đá Việt Nam gửi công văn đến câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An, đề nghị câu lạc bộ tạo điều kiện để ba cầu thủ vừa tham gia cùng đội tuyển U20 Việt Nam thi đấu tại giải U20 châu Á đến tập trung cùng đội tuyển U23 Việt Nam. Các ba cầu thủ này đều là những trụ cột của U20 Việt Nam tại bảng B vừa qua. Trước đó, thủ môn Cao Văn Bình được huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tin tưởng và trao cơ hội cho ra sân liên tục. Trong khi đó, Đinh Xuân Tiến cũng được AFC hết lời khen ngợi, còn hậu vệ Hồ Văn Cường cũng để lại nhiều ấn tượng với khả năng lên công về thủ nhịp nhàng. Bên cạnh ba cái tên của lò Sông Lam Nghệ An, huấn luyện viên Philippe cũng đã giữ lại bộ đôi Quốc Việt và Đức Việt của Hoàng Anh Gia Lai. Đây cũng là hai cái tên của U20 Việt Nam. Đáng chú ý, Quốc Việt còn là tác giả của 2 bàn thắng ở giải đấu này. Bên cạnh đó, nhiều khả năng những cái tên nổi bật như Khuất Văn Khang, Phan Văn Trường cũng sẽ được huấn luyện viên người Pháp triệu tập. Sắp tới, Việt Nam sẽ bước vào chuỗi ngày tập luyện căng thẳng để cạnh tranh suất chính dự Doha Cup 2023 diễn ra cuối tháng 3. Huấn luyện viên Chaussier chỉ ra điểm yếu cần cải thiện của đội tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Philippe Chaussier tỏ ra không vừa ý khi các học trò đội tuyển quốc gia lạm dụng đường chuyền dài. Vừa qua, các tuyển thủ đội tuyển quốc gia Việt Nam đã có buổi tập luyện thứ 3 dưới thời tân huấn luyện viên Philippe diễn ra vào ngày 10 tháng 3. Đáng chú ý, đây là buổi tập đầu tiên giới truyền thông được cho phép tác nghiệp trong buổi tập của tuyển Việt Nam. Khác với người tiền nhiệm huấn luyện viên Park, ở đợt tập trung giai đoạn thứ 2, huấn luyện viên Chaussier gây bất ngờ khi công bố kế hoạch để các cầu thủ đội tuyển U23 Việt Nam và đội tuyển quốc gia tập luyện chung với nhau. Đáng chú ý ở buổi tập này, nhà cầm quân người Pháp chia tổng cộng quân số các cầu thủ cả hai đội tuyển thành 4 nhóm, đồng thời yêu cầu tất cả các cầu thủ tập luyện các bài tập về phối hợp bóng ngắn và thoát pressing trong phạm vi hẹp. Do tập trung trước đó một tuần, các cầu thủ Việt Nam có phần linh hoạt hơn. Trong khi đó, huấn luyện viên Chaussier phải liên tục nhắc nhở các cầu thủ đội tuyển quốc gia khi thực hiện quá nhiều đường chuyền dài. Ngay sau đó,
Ông lập tức cho các cầu thủ dừng lại để nắn chỉnh động tác cũng như chỉ ra phương án cải thiện tối ưu nhất cho các học trò của mình. Trước đó, ở đợt tập trung giai đoạn thứ nhất, giống như các cầu thủ đội tuyển quốc gia, đội tuyển Việt Nam cũng rơi vào tình trạng lạm dụng chuyền bóng dài. Do vậy, xuyên suốt quá trình tập luyện, huấn luyện viên Chausseur không ngừng yêu cầu các cầu thủ phải chú ý quan sát, chú ý thực hiện chuyền bóng ngắn, bóng sệt nhiều hơn. Được biết, các trợ lý cũng tham gia vào việc hỗ trợ huấn luyện hướng đến các cầu thủ. Với những cầu thủ chuyền bóng, họ sẽ không được chuyền cho người chỉ đứng im chờ bóng. Trong trường hợp đồng đội ở phía trước mắt đồng đội xin bóng thì các cầu thủ sẽ phải chú ý quan sát để phối hợp. Bên cạnh đó, các cầu thủ cũng được yêu cầu tập luyện với cường độ cao về đường chuyền bóng một chạm trong trường hợp không chịu áp lực từ phía đối phương. Có thể thấy huấn luyện viên Chausseur luôn tỏ ra khắt khe cho việc huấn luyện. Tuy nhiên, ông cũng rất tỉ mỉ trong quá trình hướng dẫn các học trò của mình. Đội tuyển nữ Việt Nam có đội trưởng mới thay Huỳnh Như. Đội tuyển nữ Việt Nam công bố ban cán sự mới với người thay thế Huỳnh Như giữ tấm bằng đội trưởng. Ngày 10 tháng 3, các thành viên của đội tuyển nữ Việt Nam đã có mặt đầy đủ tại thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh để bắt đầu đợt tập trung thứ nhất năm 2023. Ở đợt tập trung này, các cầu thủ sẽ có một tuần rèn thể lực với lịch tập 2 buổi một ngày, gồm các bài tập hỗ trợ về sức bền, tốc độ vào buổi sáng và các buổi tập kỹ thuật vào buổi chiều. Địa điểm được huấn luyện viên Mai Đức Chung và ban huấn luyện lựa chọn cho lần tập trung này là thành phố Cẩm Phả, nơi đóng quân quen thuộc của đội tuyển nữ Việt Nam, với các điều kiện cơ sở vật chất phù hợp cho các bài tập nhằm nâng cao thể lực cho vận động viên. Đáng chú ý là trong ngày đầu hội quân, huấn luyện viên Mai Đức Chung cũng đã chốt ban cán sự mới cho đội tuyển nữ Việt Nam. Trong đó giới thiệu đội trưởng thay thế tiền đạo Huỳnh Như, người đang bận thi đấu tại LAN FC. Theo đó, tiền vệ Trần Thùy Trang sẽ là người giữ tấm băng thủ quân của đội tuyển nữ Việt Nam ở đợt tập trung này. Đội sẽ có thêm 3 đội phó là Trương Thị Kiều, Phạm Hải Yến và Trần Thị Kim Thanh. Được biết, Huỳnh Như không lên triệu tập đội tuyển nữ Việt Nam nhưng vẫn sẽ tham dự SEA Games 32. Chân sút quê Trà Vinh chấp nhận từ bỏ cơ hội thi đấu tại LAN FC. Trong ngày tập trung, huấn luyện viên Mai Đức Chung đã có buổi họp với toàn thể các thành viên của đội để trau dồi về định hướng các mục tiêu sắp tới. Năm 2023 là một năm bận rộn với bóng đá nữ Việt Nam, vì thế huấn luyện viên trưởng đội tuyển nữ Việt Nam nhắc nhở và đề nghị các học trò tập trung tối đa vào việc tập luyện, nâng cao kỹ năng của bản thân, chuẩn bị sẵn sàng cho các nhiệm vụ quốc tế quan trọng, đặc biệt là vòng loại 1 Olympic 2024. Theo thông báo mới nhất từ phía AFC, tại vòng loại 1 Olympic nữ 2024, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có hai trận đấu gặp chủ nhà Nepal vào ngày 5 tháng 4 và ngày 8 tháng 4 năm 2023. Đội thắng chung cuộc sẽ giành quyền đi tiếp vào vòng 2.